Dàn sao Hoa ngữ chứng minh tướng phu thê là có thật, yêu càng lâu lại càng giống. Tôn Lệ chưa kịp dạy chồng đã bị hòa tan cùng Đặng Siêu. Quan Vịnh Hà, Trương Gia Huy ngày càng như đổ khuôn. Tướng phu thê là từ được người ta dùng để nói đến sự tương đồng của các cặp đôi lâu năm, dần dần chịu sự ảnh hưởng của đối phương rồi ngày càng giống nhau. Với nhiều khán giả Hoa ngữ thì đây là bằng chứng cho sự hạnh phúc của một đôi tình nhân, chứng minh tình cảm khăng khít bền vững của họ. Nếu không tin thì mọi người hãy cứ tìm hiểu về những cặp đôi này sẽ rõ ngay. Viên Vịnh Nghi, Trương Chí Lâm. Khi nhắc đến những đôi vợ chồng đình đám nhất Hoa ngữ, đảm bảo đa số mọi người sẽ nghĩ ngay đến Viên Vịnh Nghi và Trương Chí Lâm. Tính đến nay, nàng hoa hậu và chàng diễn viên đã về chung nhà được 23 năm rồi đó. Ngoài việc thường xuyên khiến người ta phải suýt xoa vì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc ngọt ngào, chục năm vẫn giữ được thói quen nắm chặt tay khi ra đường. Cả hai còn liên tục gây bão vì diện mạo ngày càng tương đồng, mỗi lần lên show là tung hứng cực kỳ ăn ý. Hướng Hoa Cường, Trần Lam. Xét về tướng phu thê thì Hướng Hoa Cường, Trần Lam chỉ có hơn chứ chẳng hề kém nhà Viên Vịnh Nghi, Trương Chí Lâm đâu. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì tính đến nay cặp đôi quyền lực nhất làng giải trí Hồng Kông đã về chung nhà được 42 năm rồi. Giống mặt giống tính thì chớ, cặp đôi này còn khiến người ta phải ngỡ ngàng vì khéo chọn con dâu nữa cơ. Mới làm dâu nhà họ Hướng 4 năm thôi, mà Quách Bích Đình đã được gọi là bản sao của bà Trần Lam, ngày càng giống mẹ chồng. Trương Vệ Kiện, Trương Tây. Tính đến 2024, Trương Vệ Kiện và Trương Tây đã kết duyên vợ chồng tròn 20 năm rồi. Nhìn vào những hình ảnh mới nhất của cặp đôi Tiểu Bảo và Khang Hy, chắc chẳng ai tin được họ từng tan hợp rất nhiều lần mới có thể về chung nhà. Thậm chí còn sống xa trong suốt gần 2 năm vì dịch bệnh và muốn báo hiếu cho bố mẹ. Dẫu vậy, những sóng gió ấy vẫn chẳng hề ảnh hưởng đến sự hạnh phúc của Trương Vệ Kiện và Trương Tây. Bằng chứng là họ ngày càng tương đồng về ngoại hình lẫn lối suy nghĩ. Trịnh Gia Dĩnh, Trần Khải Lâm. Từng được coi là cặp đôi sóng gió của Hồng Kông vì Trịnh Gia Dĩnh nổi tiếng đa tình, còn Trần Khải Lâm là thiên kim tiểu thư giàu có tiếng xứ cảng. Khi ấy, ai nấy đều nhận định rằng cặp đôi phim giả tình thật này sẽ chẳng bền. Kết quả họ lại chứng minh điều ngược lại khi về chung nhà vào năm 2018 và nhanh chóng có với nhau hai cậu nhóc giống bố như đổ khuôn. Về phía nàng hoa hậu TVB, sau 6 năm về chung nhà, cô ngày càng giống chàng thị đế, cùng gia nhập hội vợ chồng có tướng phu thê của Cbiz. Tôn Lệ, Đặng Siêu. Nếu phải chọn ra cặp vợ chồng nhắng nhít nhất Hoa ngữ, Tôn Lệ, Đặng Siêu mà đứng thứ hai thì chẳng ai dám xếp thứ nhất đâu. Thật ra, ngày xưa Tôn Lệ là cô gái rất nghiêm khắc và khó gần, chẳng quá mặn mà với những trò nghịch ngợm nhí nhố của Đặng Siêu. Vì thế mà sau khi về chung nhà với tài tử Ỷ Thiên Đồ Long Ký, nương nương luôn nung nấu ý định sẽ thay đổi Đặng Siêu, giúp anh nghiêm túc và chững chạc hơn. Kết quả là mỹ nhân đình đám một thời lại đổi tính, thường xuyên tấu hài cùng Đặng Siêu, lại còn ngày càng giống chồng. Quan Vịnh Hà, Trương Gia Huy. Năm xưa, Quan Vịnh Hà là nhất tỷ TVB với nhan sắc đầy các đúng chuẩn tiểu thư, còn Trương Gia Huy chỉ là chàng diễn viên nghèo chẳng có ngoại hình nổi bật. Ấy vậy mà sau 21 năm về chung nhà, hai ngôi sao khác biệt ấy lại ngày càng giống nhau, đúng chuẩn tướng phu thê hoàn mỹ của Cbiz. Có lẽ đó là kết quả của việc Quan Vịnh Hà sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp để làm bóng hồng đứng sau thành công của chồng. Còn Trương Gia Huy thì một lòng một dạ với vợ con, chưa từng mắc phải sai lầm phản bội gia đình nào.